Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được một lần nữa theo lời kêu gọi của quý vị khán giả của đài đang xem ngày hôm nay, xin được mời nhạc Lâm Nhật Tiến ra đây. Và đúng ra là phải hát hai bài, bài kế tiếp thì Lâm Nhật Tiến sẽ gửi đến quý vị bài gì? Tại vì tưởng là hết giờ, nhưng mà nếu còn từ giờ thì Lâm Tiến chuẩn bị sẵn sàng hát cho quý vị nghe thêm. Hình như bài này kế tiếp là bài của nhạc sĩ Trúc Hồ. Thay đổi vào không khí chút xíu, Lâm Tiến xin gửi đến quý vị nhạc phẩm đã mang tên tuổi Lâm Tiến đến gần quý vị hơn. Bài hát được mang tên Một Lần Nữa Thôi, xin mời ra đây. Từng ngày qua, từng ngày nhớ mong về em. Những tháng năm sống bên nhau không đồng. Rồi ngày qua mình đã sống không gần nhau, sống bơ vơ không biết đâu ngày mai. Từng ngày qua, từng ngày ước mơ thật nhiều, nhưng có khi ước mơ không hề đến. Rồi ngày qua ngậm ngùi bước theo cuộc đời, muốn nói với em cho anh thêm một lần. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi, dù nay cách xa tình yêu vẫn nồng cháy. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa. Từng ngày ước mơ thật nhiều, nhưng có khi ước mơ không hề đến. Rồi ngày qua ngậm ngùi bước theo cuộc đời, muốn nói với em cho anh thêm một lần. Một lần nữa thôi người ơi, một lần cách xa tình yêu vẫn nồng cháy em. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, dù mãi mãi gặp nhau. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi, dù này cách xa tình yêu vẫn nồng cháy. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, dù mãi mãi mơ mơ nhau. Xin cảm ơn. Ca sĩ Lâm Nhật Tiến và nhạc sĩ Trúc Hồ, một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho hai người nhạc sĩ và ca sĩ này, kính thưa quý vị.